Xin chào quý bà con, xin mời quý bà con cùng chúng tôi trải nghiệm dòng máy phun khói diệt côn trùng Takio TK35, phun thuốc trừ sâu bằng khói tại vườn cà phê. Mời bà con cùng xem máy hoạt động thực tế nha. Máy là sản phẩm đắc lực của bà con nông dân trong vấn đề phòng chống côn trùng gây bệnh trong mùa màng. Sử dụng máy phun khói giúp giảm tỷ lệ gây hại xuống mức thấp nhất cho người phun, giảm thiểu tối đa mức ảnh hưởng tới môi trường, không lưu lại lượng thuốc thừa trong không khí, đất nước trong thời gian dài. Máy có thể kiểm soát được lượng hóa chất ra, đảm bảo an toàn cho người dùng cũng như môi trường xung quanh. Máy phun khói chạy xăng mini nhỏ gọn, máy sử dụng động cơ chạy xăng 4 thì công suất 1.2 kW, có cơ chế vận hành dễ dàng, thuận lợi trong quá trình di chuyển và sử dụng linh hoạt được mọi vị trí địa hình. Là dòng máy chạy xăng an toàn và dễ sử dụng hơn.